Tôi đã thử rất nhiều cách để tự an ủi mình, để tự dặn lòng rằng anh đã ra đi, đã bước ra khỏi cuộc đời tôi không còn vương vấn, không còn lắng lo gì nữa. Vậy hà cớ gì tôi vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn và nhớ. Tôi hãy quên đi, hãy cố mà quên đi, nhưng thực sự bằng cách nào mới có thể khiến tôi quên được? Phải mất bao lâu đây, mất bao lâu trái tim này mới thôi dày vò, cồn cào? Phải mất bao lâu trái tim này mới có thể quên đi một người mà mình đã từng xem là cả cuộc đời? Mời các bạn lắng nghe radio số 79, Quên. Sau một cuộc tình đổ vỡ, ta lại loay hoay với những câu hỏi không một lời giải đáp thỏa đáng cho chính mình, cho đối phương và cho cả tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Tôi đã từng yêu và cũng từng đau rất nhiều. Tôi cũng yêu như bao người con gái khác, cũng mộng mơ, cũng ước nhiều, cũng mong sao mối tình này được trọn vẹn, mong sao chúng tôi có thể cùng nhau đi hết đoạn đường và không cần phải tìm kiếm thêm một người nào khác nữa. Nhưng rồi, chúng tôi cũng chia tay như bao cặp tình nhân không trọn vẹn khác. Chúng tôi xa cách, lạc lõng và rồi bước ra khỏi cuộc đời nhau, cũng nhẹ nhàng như lúc bước vào tình yêu, nhưng lại để lại vô vàn những tổn thương không thể nói thành lời. Tôi đã từng hỏi mình rằng phải mất bao lâu tôi mới có thể quên được anh, phải mất bao lâu để tôi trở lại với cuộc sống như trước đây, cuộc sống lúc anh chưa đến, chưa ưa một mầm xanh nào trong lòng tôi, phải mất bao lâu mới có thể nhìn mặt trời mà không còn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, nhìn trời mưa mà không thấy hơi ấm từ bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi, phải mất bao lâu để tôi có thể bỏ đi thói quen xem tin nhắn của anh trước khi đi ngủ, phải mất bao lâu để tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không còn thấy bóng hình của anh nữa. Mỗi ngọn cây, gốc cỏ đều có bước chân anh, mỗi vật dụng trong nhà đều có bàn tay anh động đến, mỗi thứ trong căn phòng nhỏ đều ngập tràn hơi ấm của anh, mỗi bức hình đều có khuôn mặt hiền từ, âu yếm của anh trong đó. Tất cả mọi thứ đều nhuộm một màu mang tên anh. Làm sao tôi có thể quên đi được? Làm sao tôi có thể quen được với cuộc sống không có anh bên cạnh? Tôi đã từng thử rất nhiều cách để có thể quên đi, để con tim mình thôi không thổn thức nữa, tôi không giày vò đau đớn nữa. Tôi vứt đi tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Tôi chuyển chỗ ở, thay một cái ga giường mới, thay một chiếc bàn mới, thay một lọ hoa mới, thay một chiếc cốc mới, thay đôi tất mới, vài ba bộ đồ mới. Tôi thay toàn bộ mọi thứ cho ngôi nhà mới, cốt chỉ để không nhìn thấy những thứ thân quen nữa. Tôi sẽ thôi không nghĩ về anh, thôi không nhớ về anh. Vậy mà tôi quên mất một điều, tôi không thể thay một cái đầu mới và một trái tim mới. Cả lý trí và tình cảm của tôi lúc nào đó cũng rào rực vì anh, lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến anh, duy nhất một mình anh. Vậy thì tôi thay kỷ vật, thay đồ dùng để làm gì, trong khi tôi không thể nào xóa nhòa đi ký ức, không thể nào làm mới nó bằng một ký ức không có anh. Họa chăng những việc tôi làm chỉ khiến lòng tôi thêm buồn, thêm nhớ đến anh nhiều hơn mà thôi. Bao năm đó em vẫn một mình, bao năm đó em vẫn ngại ngùng, mà em nghĩ mình sống tốt, và em nghĩ mình sống vui. Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình, và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình.
và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy vẽ nguệch ngoạ vài chiếc lá cây. Sao không đến bên em cạnh đây cười nụ thơ ngây? Sao không đến bên em cạnh đây nằm chặt đôi tay? Sao không ghé mắt trong vài giây để em thấy anh làm sao? Anh thế nào? Đã quên cô đơn rồi, sống thế này thôi, quên ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa rồi, đã quên cô đơn rồi, quên chỉ mỗi mình thôi. Nhưng anh đừng xa nhé, để em luôn thấy. Tôi bắt đầu học cách nhớ để mà quên. Người ta hay bảo, cứ nhớ hết những gì đã từng, nhớ tất cả mọi thứ đã có với nhau, và rồi hãy dặn lòng mình cứ cố nhớ để mà quên đi, vì biết đâu được khi nhớ lại, mình sẽ nhận ra giữa mình và người kia thật sự có quá nhiều khoảng cách, có quá nhiều thứ không hợp nhau, nên đành phải buông tay giữa đường. Tôi bắt đầu học cách nhớ anh nhiều hơn, nhớ ánh mắt anh lúc cười, nhớ khuôn mặt anh khi ngủ, nhớ từng cử chỉ của anh lúc anh chăm sóc tôi đau ốm, nhớ từng cái ôm, nhớ từng nụ hôn, nhớ từng lời nói, nhớ những lúc chúng tôi ngồi bên nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối, nhớ khoảnh khắc cả hai thích xem phim kinh dị lúc nửa đêm mặc dù cả hai đều rất sợ ma, nhớ lúc anh bị tôi dọa sâu xóm, anh đã chạy thật nhanh vào buồng tắm đóng kín cửa, không cho tôi vào suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhớ ngày tôi tốt nghiệp đại học, anh đã vuốt tóc tôi và nói, em làm được rồi. Nhớ những ngày đầu tiên tôi đi xin việc, anh đã dặn dò đủ thứ. Anh còn bảo, nếu cảm thấy yêu cầu quá cao và áp lực, thì thôi ở nhà với anh lo. Tôi còn nhớ những lúc trời mưa, hai đứa không biết nên làm gì, nên nổi hứng mở nhạc và nhảy điên cuồng dưới mưa. Mưa rồi, mưa ướt hết cả hàng mi, mưa mặn chát. Hóa ra tôi và anh đã có khoảng thời gian đẹp đến vậy. Vậy mà cuối cùng chúng tôi cũng không đi hết đoạn đường với nhau. Vậy mà cuối cùng vẫn rời bỏ nhau mà đi. Tôi không biết làm thế nào mới có thể quên được anh. Tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm. Tôi đi làm cả ngày chủ nhật. Tôi sợ mình rảnh rỗi, sợ mình nhàn hạ. Chỉ cần một kẽ hở thời gian, tôi sẽ liền nghĩ đến anh, nên tôi bắt mình phải bận rộn, phải để tâm trí vào những việc khác. Có như vậy, tôi mới không có nhiều thời gian nghĩ đến anh nữa. Tôi sẽ không phải đau nữa, tôi sẽ không còn phải khắc khoải nữa. Nhưng rồi, tôi quên mất mình còn có những giấc mơ, tôi quên mất sau những cuộc chơi, rồi tôi cũng phải trở về nhà, một mình đối diện với màn đêm. Tôi quên mất một điều rằng, màn đêm là thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Nó có thể nuốt chửng những suy nghĩ của tôi. Nó có thể cắn lấy con người bận rộn của tôi vào ban ngày và trả lại đó một con người với trái tim lạnh lẽo và cô đơn và lắm trăm ngàn nỗi ưu sầu. Tôi lại nhớ anh. Tôi đã thử rất nhiều cách để tự an ủi mình, để tự dặn lòng rằng anh đã ra đi, đã bước ra khỏi cuộc đời tôi không còn vương vấn, không còn lắng lo gì nữa. Vậy hà cớ gì tôi vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn và nhớ. Tôi hãy quên đi, hãy cố mà quên đi. Nhưng thực sự bằng cách nào mới có thể khiến tôi quên được? Phải mất bao lâu đây, mất bao lâu trái tim này mới thôi dày vò, cồn cào? Phải mất bao lâu trái tim này mới có thể quên đi một người mà mình đã từng xem là cả cuộc đời? Tôi bật radio, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng thư thái cất lên. Tôi chợt nhớ anh đã từng nói với tôi, nếu một ngày mình không còn chung lối nữa, mong em hãy sống thật tốt và sống thật với lòng mình. Bất chợt tôi nhận ra, hóa ra sau bao lâu nay tôi đang dối lòng mình sao? Hóa ra sau bao lâu nay tôi đang cố tìm cách để mà quên,
trong khi tôi đang rất nhớ anh. Hóa ra tôi không thể quên được bởi vì tôi đang sống dối lòng mình. Dẫu chúng tôi đã làm nhau đau đến mức nào, dẫu chúng tôi đã bị thương tổn nhiều ra sao, nhưng chúng tôi đã từng xem nhau là tất cả, đã từng trao cho nhau yêu thương nhiều đến vậy. Vậy việc gì ta phải cố quên, cố ép mình quên đi để làm chi, trong khi hình bóng người kia đã in dấu quá sâu đậm trong tâm trí của mình. Hóa ra, cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau không phải là cố để quên, mà là ta chấp nhận. Chấp nhận rằng ta không còn chung đôi nữa. Chấp nhận rằng duyên của chúng ta đã cạn. Yêu nhau là thế, nhưng không thể bên cạnh nhau mãi. Âu cũng là ý trời. Và cách tốt nhất là vui vẻ đón nhận. Trong cơn mơ đêm tình yêu trở về, tình yêu có anh quay trở về, mình tay trong tay vui đùa mê say, thoáng phút trông tan biến đây. Con đường ta đã qua, giờ im ắng thôi vắng nhau rồi. Từ khi anh đi, phố kia như quên đi, có ai đó nhớ ai ướt mi. Đến bao giờ thì ra không phải mất bao lâu để ta có thể quên đi một người, mà là nếu đã không còn chung đôi thì tự khắc một ngày nào đó rồi ta sẽ thôi không còn nhớ về nhau nhiều nữa, mà có chăng thì đó chỉ còn là những kỷ niệm đáng trân quý mà thôi. Quên một người không khó, quên những thứ đã khắc ghi nơi tiềm thức thuộc về một thói quen mới là chuyện khó có thể thực hiện. Quá khứ gắn liền với kỷ niệm, trái tim loạn nhịp gắn liền với dáng hình người thương, không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt ngay lập tức được. Có những thứ rõ ràng là nên quên để tiếp tục bước đi, nên nguôi ngoai để trái tim được thanh thản, nhưng bản thân vẫn rất lì lợm, vẫn rất cố chấp khi mòn mỏi nhớ về, tỉ mỉ chấp vá những vết rạn nứt với mong muốn hàn gắn được cái gì đó đã đổ vỡ. Quên một mối tình không khó, quên những kỷ niệm ngọt ngào đã từng cùng nhau trải qua mới khó. Thời gian có thể làm nhạt phai tất cả mọi thứ, nhưng những thứ đã ghi sâu đậm trong tim thì sẽ không dễ dàng gì mà xóa nhòa được. Thử nghĩ đi, một vết sẹo đã thành hình, một gương mặt đã tồn tại cùng những điều đẹp đẽ trong tháng năm thanh xuân. Thử hỏi có dễ không khi nói muốn xóa hết, thử hỏi có dễ không khi nói muốn triệt để lãng quên hết. Ngẫm nghĩ lại thì chuyện tình cảm đa phần người tổn thương nhiều nhất là người phụ nữ. Yêu nhiều yêu ít không quan trọng, chỉ là trái tim họ quá yếu đuối, quá đỗi mỏng manh, lại có tâm hồn không dễ dàng thay đổi theo thời gian. Luôn âm thầm chịu đựng, mất mát, đau khổ,
bi thương là tất cả. Không phải họ không suy nghĩ cho mình, không cố thương lấy bản thân nhiều một chút, chỉ là cuộc sống thì quá đỗi vô vập. Bản chất của con người thì luôn luôn đổi thay, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và xinh đẹp hơn. Họ bắt buộc phải đối mặt với những điều hiển nhiên đó, không thể nào tránh khỏi. Nhưng cách để đối mặt thì họ có quyền được lựa chọn. Một trái tim mạnh mẽ hay một tâm hồn yếu đuối như thường lệ, một con người trưởng thành hay một con người trẻ dại không biết nghĩ suy, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của họ cả thôi. Phân định rạch ròi giữa chữ quên và nhớ quan trọng không? Khi đã quên nhưng chưa chắc là hết yêu, khi vẫn còn nhớ nhung nhưng chưa chắc là vẫn còn tình cảm. Thôi thì cứ việc nhớ khi bản thân vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để quên. Qua một thời gian dài thật dài, con người ta sẽ dần biết được điều gì là quan trọng nhất đối với mình, là chính bản thân bằng xương bằng thịt ở hiện tại, hay là một ai khác đang nằm lại cùng dĩ vãng xa xưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website girly.vn, được phát trực tuyến tại website girly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về mail girly.vn@gmail.com hoặc website www.girly.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số radio kỳ tới. Sẽ subscribe.